Mình chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình tiếp tục mình cập nhật cái giá chanh cho các bạn cũng như là quý anh em đang xem kênh của mình ha. Thì bạn nào mà chưa đăng ký kênh á thì các bạn hãy đăng ký kênh ha để mình khi mình ra video á thì để các bạn nhận được ha. Thì hiện tại là bây giờ là mình đang cố gắng là mình cập nhật giá cả các loại cây trồng luôn các bạn. Đó. Thì bạn nào mà đang xem kênh của mình mà không có trồng chanh á mà các bạn trồng những cái loại cây khác á thì các bạn cũng có thể là hỏi mình ha để mình đi cập nhật cho các bạn ha. Vì lúc này á thì mình hay ở dưới chợ đầu mối Gò Công lắm lắm các bạn. Đó. Thì quay lại với cái chủ đề là cây chanh các bạn. Thì hôm nay á thì cái giá chanh nó cũng đã nhích lên một chút xíu nữa các bạn. Thì hôm trước á thì khoảng một tuần trước các bạn thì mình có chia sẻ cho bạn là giá chanh nó là 15.000 các bạn. Mình tính cập nhật hàng ngày luôn nhưng mà giá chanh nó không có thay đổi nên mình không có cập nhật. Bữa nay cái giá chanh nó thay đổi rồi các bạn. Đó. Thì hôm nay mình cập nhật cho bạn về cái giá chanh không hạt ha. Thì cái giá chanh các bạn thì nay nó lên được là 17.000 một ký nha, nha các bạn ha. Là bán tại vườn luôn các bạn. Đó. Là có nghĩa là những anh thương buôn á hoặc là mấy anh lái này nọ đó thì người ta sẽ đến vườn của mình mà là mình mua ha. Đó. Và trái của mình là phải to bự đẹp nha các bạn ha, không phải là mua solo ha. Còn nếu mà mua xô thì nó chỉ có 11 12 ngàn ký các bạn, có nghĩa là chanh chanh bự nè, rồi chanh trái nhỏ như như thế này nè các bạn, như như mình đang cầm trên tay luôn nè. Nó thì mua mua solo thì chỉ có 11 10 12 ngàn các bạn. Thì nó là mua luôn cái chanh là dạng như là nó như thế này nè các bạn. Chanh nó bị nám vàng như thế này nè, nè. Nó chanh nó bị nám vàng luôn thì có nghĩa là chanh mấy loại chanh này thì chỉ có 11 12 ngàn một ký thôi. Đây mình có mấy trái nó bị nứt luôn nè các bạn. Đó. Thấy không? Còn mà chanh mà nó đẹp á các bạn. Chanh mà nó đẹp như thế này luôn nè mà mút nó bự á. Nó bự bây giờ là hiện tại là 17.000 một ký ha. Đó. Thế đây mình chia sẻ cho anh em ha và cái giá của mình á mình cập nhật á là tại vườn luôn luôn nha các bạn ha, là hiện tại là mình trồng luôn và mình bán mối ở dưới thị xã Gò Công nha các bạn. Đó. Và cái giá mà bán ra bán lẻ là mình có cập nhật luôn các bạn. Là khi mấy anh mà thương buôn này mà bán cho mấy người mà mua bán lẻ thì người ta bán lẻ là từ hai mấy ngàn trở lên không các bạn, là đối với chanh không hạt luôn á. Vì hiện tại á, là chanh không hạt của mình á, thì nó cũng có giá và đang gặp ở trong cái mùa nắng nữa các bạn, thì giá nó cũng rất rất là cao. Đối với những loại chanh như chanh bông tím này nọ bây giờ nó cũng đã lên rồi các bạn, thì ngày mai thì mình sẽ cập nhật lại một lần nữa. Nếu mà giá nó chính xác á, là hai mấy ngàn á, thì mình sẽ làm clip mình chia sẻ cho các bạn về chanh bông tím luôn ha. Thì ở đây á, thì nhà mình á, là hiện tại là đang trồng hai loại chanh, đó là chanh không hạt nha các bạn ha, bông trắng với loại một loại nữa là chanh bông tím. Thì chanh bông tím thì nó sẽ là nó lợi nhuận cao hơn là cái chanh không hạt này, nhưng mà nó dở một cái là nó có gai nhiều các bạn. Còn chanh không hạt này thì mình hái nó dễ hơn, nó mau có ký hơn mà gai nó ít nữa. Này bạn coi chanh của mình nè, trái chùm chùm luôn nha các bạn ha. Đó, các bạn xem nè. Đó, ở đây là mình chỉ bón cái phân chuồng các bạn, với mình lấy bùn ở dưới cái đề này nè, cái mương này nè, bữa mùa khô cái mình đắp lên á, chứ mình rải phân 20-15 thêm nữa các bạn, với mình hay xịt sâu nữa. Thì thông thường á, thì nó hay bị những sâu sâu đục thân các bạn, sâu đục thân luôn á. Mình xịt cái hàng rào bê tông á của công ty Du Bông các bạn thì nó sạch mà. Cũng như là bọ chỉ thì mình xịt những loại thuốc như Confidor, còn muốn mà cho chanh mà nó bóng trái các bạn, nó bóng lén luôn á nha, là mình xịt mua cái xịt cái thằng vali á các bạn. Đó. Ở đây mình xin chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm của mình trồng chanh á thì cho các bạn tham khảo ha. Thì mình cũng có hướng dẫn rất là nhiều về cái kỹ thuật mà trồng chanh các bạn, mình có một cái danh sách phát á thì các bạn vô đó xem ha. Và ở đây á, mình trồng chanh á là mình sang canh với cây cà pháo luôn nè, phóng to cho bạn xem nè. Đó, tính ngày mai là mình sẽ cập nhật cái giá cà pháo luôn á, mà không có thời gian cho các bạn, không thời gian để mình làm clip luôn các bạn. Đó, đây là nguyên cái vườn chanh của mình nè các bạn. Đó. Đó, các bạn xem ha. Thì các bạn mà đăng ký kênh của mình trước đó thì các bạn cũng đã biết rồi, cái cây này cái chanh nó còn chưa có chín nha các bạn ha, nhưng mà cũng đã có nước rồi đó. Mình có một video chia sẻ cho bạn cách xử lý mà chanh trái nghịch mùa các bạn mà nước nó nhiều luôn các bạn vào đó các bạn xem thử ha. Các bạn vô phần danh sách phát của mình á, cách trồng chanh á, các bạn xem tham khảo ha. Nè, chanh hiện nay nó là 17.000 ký rồi nha các bạn, rất là ngon ha.
Đó thì mình quay tới đây thôi nha mọi người ha. Chủ yếu là cập nhật cái giá cho các bạn thôi. Thì các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cái video mình cho những người bạn trồng chanh khác ha. Để những người bạn đó có thể là tham khảo và không bị ép giá ha. Rồi mình xin được mến chào.